rồi xong bữa tiệc xong thì tất cả anh chị em đều đang rất là vui, xong rồi mình quẩy rất là vui. Trang thì tối nay cũng như con Mai Hương là có được những cái món quà tinh thần cho rooftop, chúc cho rooftop sẽ luôn luôn đông khách và sẽ được rất là nhiều người ủng hộ. Trang rất là cảm ơn rooftop đã chúng ta có một bữa tiệc rất là vui cho tất cả những gọi là khách hàng quen thuộc của rooftop cũng như là các nghệ sĩ tại Hà Nội đã có một buổi tối rất là trọn vẹn ngày hôm nay. Cảm ơn Rooftop rất nhiều. Happy birthday.